Xin chào các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy gì không? Bên cạnh tôi đây chính là một cái ngôi làng rất là đẹp các bạn ạ. Đây lại là một làng Tày nữa nha các bạn nhé. Đây cũng là làng người Tày ở Phú Nam các bạn ạ. Đấy, làng này thì trước đây tôi cũng có vài video về làng này rồi. Tuy nhiên là hôm nay tôi sẽ cho các bạn ngắm hết tầm mắt. Đó là tôi sẽ bay con flycam kia để cho các bạn ngắm toàn cảnh về cái lại bản làng này nhé. Đấy, cái bản làng này thì tôi thấy nó rất là đẹp và thơ mộng các bạn ạ. Thứ nhất là các cái mái ngói thì đều lợp bằng ngói âm dương, và kiến trúc thì đều là những kiến trúc đúng cái bản chất người Tày ngày xưa nha các bạn nhé. Đấy. Dưới bản làng này thì có các cái nhóm nhà người ta sống rất là tập trung với nhau và nối thành các cái dãy nhà nhấp nhô rất là đẹp các bạn ạ. Đây này, các bạn nhìn thấy không? Đây, ở dưới này. Đấy. Đây. Các nhà san sát nhau các bạn nhé, rất là đẹp luôn đấy. Đấy. Các bạn thấy ở bên trong kia các bạn, toàn là ngói âm dương và cái màu bây giờ nó đã đổi màu, nó thành màu rêu phong rồi. Đấy. Qua tìm hiểu thì tôi được biết là cái ngói này đã làm được rất là lâu năm rồi nhá. Có những nhà có thể là làm được trên 6-70 năm rồi các bạn ạ. Đấy. Và những cái mái ngói này đều là những người thợ ở bên Trùng Khánh sang đây hướng dẫn làm và cũng như là làm cùng bà con ở bên này nhá. Đấy. Trước đây giao thông nó không thuận lợi, do vậy bà con ở nơi đây không thể sang tận bên Sùng Khánh để lấy ngói về đây để lợp mái nhà được. Do vậy là bà con ở đây phải mời các người thợ, nghệ nhân ở bên Sùng Khánh sang đây hướng dẫn cũng như là làm ngói nha các bạn nhé. Bản làng này đa số là lợp bằng ngói âm dương nha các bạn nhé. Đấy, chỉ có vài nhà dựng sau này thì có mái tôn đằng kia kìa. Và bây giờ tôi sẽ ra bên kia, tôi sẽ cho các bạn ngắm toàn cảnh về cái bản làng này nhé. Hôm nay trời nắng rất là đẹp đấy các bạn ạ. Tôi sẽ bay flycam để cho các bạn xem các cái mái nhà, các cái ngôi nhà ở đây nó sống tập trung và nhìn nó đẹp như thế nào nhé. Cho các bạn đã mắt thì thôi nhé. Rồi bây giờ ta cùng đi xuống dưới kia thôi nhỉ. Thank you.
Thiệu với mọi người, đây chính là khâu chuẩn bị làm một ngôi nhà sàn nhé các bạn nhé. Đây các bác đang làm nhà sàn này. Đang thử vào xem một số cột đi thiết kế này. Chào anh. Ấy à, mày trực tiếp ở đây luôn à? Mày trực tiếp đây à? Mày lưỡi vào luôn đây. À, nhà này làm mấy gian đây anh? Ba gian đây à? Lợp ngói âm dương nhá hay là lợp bằng tôn anh? Bơ lô à? Bây giờ không ngò lợp ngói âm dương nữa à? Không có rồi nhỉ? Cái ngói âm dương này bây giờ là hiếm rồi đúng không? Trước là mình thuê thợ tận bên Sùng Khánh sang làm à? Những cái ngói này. Ừ, nhưng mà thợ mới đầu ấy là phải ở tận bên đấy sang họ hướng dẫn đúng không? Trung Quốc à? Hôm em xuống dưới này thấy có nhà bác dưới này bảo là thuê ở tận bên Sùng Khánh sang. Thế bà bảo là ở bên Sùng Khánh sang. Đúng rồi. Đấy. Giúp đó Sùng Khánh này đấy. Làm. Người ở bên Cao Bằng mình sang hộ làm. Vâng. Bây giờ khác làm được rồi nhỉ. Người ta chỉ hướng dẫn qua cái là biết làm mà có gì đâu. Cái này bây giờ ít rồi nhỉ, những cái ngói này bây giờ ít rồi. Nhà mới toàn lợp bằng bơ lô thôi nhỉ. Nhà này có ba gian thôi hả anh? Nhà sàn á? Nhà sàn ba gian hơi bé nhỉ, có làm thêm bếp không? Làm nhà bên dưới bên kia này. Thế à? Bên dưới cũng xung quanh lại làm gạch xong là làm bếp vào. Ở cả bên dưới luôn à? À, làm hai tầng luôn nhỉ. Nhưng mà cái này có vẻ là cột này hơi ngắn nhỉ. Có ngắn không? Cột này mấy mét này? 6 mét không? 5 6 mét à? Bây giờ đục toàn bằng máy luôn nhỉ. Đục bằng máy cưa luôn à? Xong là mình lấy đục về mình tỉa sau nhỉ. Cái này là gỗ gì này anh? Như kiểu là trò chỉ sân à? Kháo á? Kháo nhậm á? Cái này gỗ gì nhìn chắc chắn lắm nhỉ? Cái này là mỡ sao nhỉ? Cáng lè à? Cáng lò à? À gỗ, kháo ngứa à? Cái này không mọt đâu nhỉ, ngâm đủ nước này là có phun PU không? Cái này làm nên có phun không? Thế anh là mình dựng nhận công trình à hay là mình cái chủ nhà không ở đây à? Chủ nhà bên này à? Cái này hơi dốc đấy nhỉ, cái này cái tà ly này sợ sạt đấy. À, các bác làm nhá, em đi vào trong này tí đó. Hôm nay nắng quá. Rồi bây giờ tôi sẽ đưa các bạn đi một vòng quanh làng nhá. Đấy, làng này còn nguyên sơ đấy, rất là đẹp luôn. Rất là thơ mộng và cổ kính luôn nha các bạn nhá. Này, ngói âm dương này. Nhà rất là đẹp. Đây là nhà dân à. Bây giờ ra đường hết rồi. Vì ở dưới ruộng thì bà con đi lại khó, giao thông nó không thuận tiện các bạn ạ. Đây này. Giờ tôi sẽ đưa các bạn đi ra cái khu đồi cây trò chỉ, đồi cây cổ thụ nha các bạn nhé.
Đây là chỗ khu này đẹp nhất rồi các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy không? Khu này có một nhóm nhà sàn rất là đẹp nha các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn này. Bạn thấy nhà sàn với cái mái ngói nó đã cũ rồi, rêu phong rồi thì nhìn rất là đẹp luôn đấy các bạn. Đấy, cộng với lại cánh đồng quá là tuyệt vời luôn. Rồi, có lẽ là tôi sẽ kết thúc video tại đây và bây giờ tôi sẽ dành dung lượng để đi quay nốt một cái video về cái đồi cây trò chỉ đằng kia nhé các bạn nhé. Đó, đằng kia có một đồi cây trò chỉ rất là cổ thụ và cao luôn đấy các bạn ạ. Và bây giờ hôm nay tôi sẽ làm một cái video riêng về cái cây đồi cây trò chỉ đó. Tôi sẽ đo cái kích thước chiều cao của cây này và đến tận gần cho các bạn thấy cái kích thước của cây nó to như thế nào nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy chính là cái đồi cây trò chỉ phía đằng kia kìa, rất to. Rồi, trước khi kết thúc video thì mời các bạn cùng tôi ngắm qua một chút về cái bản làng này nhé. Bản làng rất là đẹp luôn đấy. Đấy. Rồi. Tôi sẽ review cho các bạn xem một vòng về cái khu nhà này nhá. Đấy, khu nhà này có rất là nhiều nhà và sống rất là tập trung và có cái kiến trúc rất là đẹp. Đó. Đây, cho các bạn xem đã mắt thì thôi nha. Có lẽ là hẹn gặp lại các bạn với cái video tiếp theo về đồi cây trò chỉ nhá. Tôi xin phép kết thúc video khám phá bản làng tại đây nhá các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ nhé.